Việc bồi thường người bị oan, bị thiệt hại trong tố tụng rất chậm. Nhiều người đã qua đời vẫn chưa được nghe lời xin lỗi. Và nội dung này được đại biểu Quốc hội chất vấn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua. Trả lời về vấn đề này, thì chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thừa nhận thực tế trên và cho biết là các vụ oan sai thường xảy ra từ 30 cho đến 40 năm do chất lượng điều tra, truy tố, xét xử chưa cao. Còn về lý do bồi thường oan sai chậm thì chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng do các quy định pháp luật hiện hành và tòa không thể vượt qua được luật. Là cơ quan và vừa có trách nhiệm bồi thường nhưng đồng thời là vừa có trách nhiệm có thẩm quyền xét xử các vụ án liên quan đến tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan và người bị thiệt hại trong tố tụng, đề nghị chánh án cho biết đánh giá nguyên nhân và các cái giải pháp về thể chế cũng như là tổ chức thực hiện để làm sao giải quyết cái tình trạng nêu trên. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đây rất nhiều cử tri chúng đã phản ánh vấn đề này, cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước là phải tạo điều kiện để cho người bị oan, người bị thiệt hại trực tiếp được nghe lời xin lỗi và nhận bồi thường chứ không phải là con cháu của họ. Thế thì tại sao nó chậm? Thì bây giờ là quy định của luật thì tòa thì cũng không thể vượt qua được luật được. Bây giờ là muốn chứng minh được là bồi thường bao nhiêu thì phải quy định đúng quy định của Bộ Tài chính. Anh phải chứng minh được anh chi phí bao nhiêu, thiệt hại bao nhiêu. Cái việc chi phí thiệt hại như thế thì các quy định của pháp luật của chúng ta hiện nay là đang có những cái nó cũng chưa thống nhất, đang có những cái bất cập. Cho nên là nó cũng đang có cái hạn chế nhất định. Còn trách nhiệm của chúng tôi là chúng tôi chỉ mong muốn đúng sai là rất chia sẻ với các cái gia đình, các nạn nhân có cái vụ án oan sai và đã sai thì mong muốn của tòa là phải sửa cho nhanh, là phải bồi thường cho người ta nhanh. Và những cái thiệt hại gây ra thì đã rất lớn, nhưng mà cái quy định của luật thì chúng ta cũng không thể vượt qua được. Bây giờ tòa cũng không thể tùy nghi là chi cho anh này 1 tỷ hay 2 tỷ. Nếu người ta tùy nghi như thế thì nó lại sinh ra câu chuyện khác, có khi lại là tiêu cực. Việc giám định trong các vụ án liên quan đến đất, chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng quy định các vụ án kinh tế là phải chứng minh được hậu quả thiệt hại. Theo đó, phải trưng cầu giám định, vì giám định chuyên môn đất trị giá bao nhiêu thì mới biết được quy mô ở thời điểm xảy ra sự kiện phạm tội. Do vậy, phải nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ giám định viên.